Em chào anh Tuấn ạ. À, em và anh ấy yêu nhau 4 năm, lấy nhau 7 năm, có một bé trai 1 tuổi. Yêu nhau 4 năm, lấy nhau 7 năm là 11 năm đúng không? Anh là một người chu toàn mọi thứ, lo cho mẹ con em đầy đủ. Nhưng lại ghét con nít và cực kỳ nóng tính. Chính vì vậy từ khi có con tụi em mâu thuẫn cãi nhau nhiều. Do anh không có được sự kết nối với con, rất ghét tiếng con nít khóc, mà dẫn đến luôn tìm cách ở một mình và vô tâm với mẹ con em. Sau những mâu thuẫn ngày càng lớn, anh đã nói quá mệt mỏi và không còn cảm thấy thương em và yêu em, không có bất kỳ tình cảm giác nào với em nữa. Anh không nghĩ là tại con nít, anh không nghĩ là tại nó, không phải tại đứa nó khóc, anh nghĩ là giữa em và anh ta. Do anh không có được sự kết nối với con rồi, sau những mâu thuẫn ngày càng lớn, anh nói đã quá mệt mỏi và không còn cảm giác thương yêu em, không có bất kỳ tình cảm nào với em nữa. Nhưng em thì vẫn còn yêu chồng nhiều lắm, tụi em vẫn cho nhau thời gian, nhưng hiện tại thì anh đã buông xuôi. Cái cách viết của phụ nữ các bạn, tôi thấy là tụi em vẫn cho nhau thời gian, nhưng hiện tại thì anh đã buông xuôi, có nghĩa là em muốn giữ mối quan hệ còn anh ta thì không, thì nó đúng hơn là tụi em vẫn cho nhau thời gian, đúng không? Tức là cái cách viết của em nó bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của em, nó không chính xác, bây giờ anh phải điều chỉnh. Tụi cho em cho nhau thời gian còn ảnh thì buông xuôi, ảnh thì đã buông xuôi. Em thấy em mâu thuẫn trong cách viết, tức là em muốn cho hôn nhân em thời gian hay là em muốn cho hôn nhân em cơ hội, còn anh ta thì không, thì nó sẽ hợp lý hơn theo cái cách viết này. Em thì tụi em vẫn cho nhau thời gian, nhưng hiện tại thì ảnh đã buông xuôi, có nghĩa là anh ta không muốn cho thời gian. Nhớ chữ tụi em cho nhau thời gian là vô lý. Mình nói với các bạn cái điều này để các bạn thấy là trong tư vấn mà khi các bạn viết ra, các bạn nói ra thì phải lắng nghe và trừ hao nhiều lắm luôn, tại vì các bạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc rất nhiều. Ok, tiếp tục nè. Anh đã buông xuôi và nói không còn muốn cố gắng gì nữa, thấy rõ không? Em vẫn cố gắng nhìn nhận lại bản thân để sửa đổi. Cái hướng của em là không phải là sửa đổi và cố gắng níu giữ gia đình của mình. Mặc dù cảm thấy đau đớn vì người đàn ông bên cạnh suốt 11 năm qua giờ nói đã không còn yêu thương gì mình nữa. Cái em cần làm không phải là níu kéo giữ gia đình hay là nhìn nhận để sửa đổi theo cái kiểu em nghĩ. Mà em cần phải cho mình cái khối kiến thức về hôn nhân và xây dựng lại hôn nhân. Nó là cả một cái khối cần phải được nhìn vào một cách nghiêm túc để biết cần làm gì. Và không phải chỉ trong cái hôn nhân này đâu. Giả sử em có ly hôn, em đi tới hôn nhân khác, em cũng vẫn phải biết cái khối này. Do là sớm muộn em phải biết cái này, tại nếu không biết cái này á là cuộc sống em nó khổ hoài à. Anh buộc phải nhận định cái tình huống của em đây nè. Em nói ở trên là anh là một người lo chu toàn mọi thứ, lo cho mẹ con em đầy đủ. Em nói là nhưng lại rất ghét con nít và cực kỳ nóng tính. Nếu như anh ta là người nóng tính với em mà không nóng tính với người ngoài á, thì có nghĩa rằng anh ta không hài lòng với cái mối quan hệ và có những cái điều làm cho anh ta bực mình. Mà em có thể không nhận ra mà em quy vào cái chuyện là tại anh ta nóng tính. Còn nếu như anh ta là một người mà luôn nóng tính á, thì em sẽ thấy nè, tại sao em lại anh ta lại lấy nhau, em và anh ta lại cưới nhau sau 4 năm mà cưới nhau 7 năm mà tới bây giờ thì em lại thấy, em lại nói là anh ta nóng tính. Tại sao ngày xưa không thấy nóng tính mà bây giờ thấy nóng tính? Đã, do đó em thấy không, ở đây hình như nó có một cái gì đó, nó có vẻ như tình cảm tan vỡ chứ không phải là nóng tính theo cái cách quy chụp, tìm một cái lý do là tại anh ta nóng tính. Bởi vì anh cho em nhìn thì em thấy. Và nữa nè, cái việc em nói là anh ta ghét con nít, anh nghĩ chưa chắc là anh ta ghét con nít đâu, mà là cái tình cảm với em nó tan vỡ. Anh ta nóng tính ở đây có nghĩa là cái em làm cho anh ta bực mình, nói đơn giản là vậy. Và nó có thể chính vì vậy cho nên là anh ta không gắn bó với gia đình và con cái. Do đó là ở đây em thấy không, anh buộc phải tìm cách anh suy luận ngược lại những thứ người em đưa, và anh thấy là có những cái nó có vẻ không đúng. Em nói là anh ta nè, em nói nè, sau mâu thuẫn ngày càng lớn, ảnh nói ảnh quá mệt mỏi và không còn cảm giác yêu em. Ở đây em thấy không, anh ta nói là anh ta mệt mỏi. Mệt mỏi ở đây có nghĩa là, và cái này xảy ra nhiều với các người, các bạn trong cái ca mà hôn nhân bị hư hay là trong các mối quan hệ tình cảm bị hư mà người phụ nữ không nhận ra được cái chữ mệt mỏi đó là gì. Bạn biết khi nào thì người đàn ông nói họ đã mệt mỏi không? Tức là họ tìm cách họ chịu đựng, họ tìm cách họ xoay sở, mặc dù anh ta không có kiến thức nha, thì anh ta chịu đựng, tức là anh ta tìm cách xoay sở trong cái khả năng của anh ta mà không có kiến thức, và anh ta coi sự chịu đựng đó là những cái gì cố gắng. Và đương nhiên khi làm mãi không được thì họ nói là họ mệt mỏi. Cái đó là cái ý ở đây là mệt mỏi và không còn cảm giác thương em. Nó nói lên là nếu như mà anh ta tả lại cái cuộc tình này thì có thể bạn sẽ thấy người đàn ông là người đàn ông đáng thương. Ở đây nếu mình nghe người phụ nữ, mình thấy người phụ nữ là đáng thương, nhưng nó nghe được người đàn ông đôi khi bạn mới chắc lưỡi, bạn nói trời ơi, nghe ông tả xong tôi mới hiểu được. Thì anh nói cái này không phải nói là em sai hoàn toàn, anh chỉ nói là em không nhận định được tình huống đó thôi.
Có khi chính ông chồng là người thật sự đáng thương ông chừng thật. Tại vì ở đây nè, anh ta đã quá mệt mỏi, tức là anh ta đã cố gắng nhiều lắm rồi mà không được. Cái đó là từ những cái mà em ghi ra và những cái cách em viết và anh nhận định ngược lại cái giả thiết em đưa. Anh chỉ thấy điều này nè, bây giờ quay lại phân tích ai đúng ai sai nó chẳng giúp gì cả, nó không có khái niệm đúng sai, nó chỉ có cái là hai người có kiến thức trong hôn nhân nó sai thôi. Thế đó, bây giờ hôn nhân nó hư rồi thì cái bắt buộc phải làm, cho dù là sai hay đúng gì đó, là mình đều phải cho mình cái kiến thức trong hôn nhân và kiến thức chỉnh sửa hôn nhân và áp dụng nó vào trong cái hôn nhân của em đi, chứ không phải là níu kéo và quay lại sửa đổi theo cái cách em nói là em sửa đổi bản thân. Đương nhiên là em phải thay đổi bản thân, nhưng mà cái cách em đang gọi là thay đổi bản thân đâu đúng đâu. Thay đổi bản thân nó phải thay đổi cái gốc và theo cái góc nhìn đúng á, lúc đó mới ra cái kết quả, lúc đó mới được hạnh phúc. Chứ không phải thay đổi bản thân là em hay cằn nhằn tôi, bây giờ em thay đổi em không cằn nhằn anh nữa, hay là anh hay đi nhậu với bạn em hay khó chịu em kiểm tra điện thoại là em gọi réo anh tôi, bây giờ em thay đổi em không gọi réo anh nữa. Nó không phải là thay đổi bản thân theo cái cách đúng để ra được một cái cuộc sống tốt đẹp, mà nó chỉ là những biện pháp, những cái thay đổi nhỏ có tính đối phó và hy vọng rằng những thay đổi nhỏ đó được để cho mình được hạnh phúc, thì cái đó không phải là thay đổi bản thân. Và rất là nhiều bạn nữ lạc vào cái đó. Giả sử như ông chồng ông cằn nhằn nói bà sao bà không có lo, giả sử như bà hay cằn nhằn bà theo đuổi tôi mà bà gì bà kiểm tra tôi thì nó tôi bây giờ em không kiểm tra anh nữa, em thay đổi rồi em bỏ em không kiểm tra. Cái đó nó không phải là cái sự thay đổi đủ lớn hay là đúng hướng. Thực ra cái chuyện không không theo dõi nữa là vẫn đúng nhưng mà không, nhưng mà nó không phải vì cái lý do là anh ta nói anh ta bực mình mà mình làm, mà cái lý do mình không đi cằn nhằn, mình không có theo dõi quan sát hay là kiểm tra chồng á, là vì mình hiểu được rằng đó là cái làm tổn thương người đàn ông, là vì đó là cái không nên làm đối với một con người mà hiểu ra cái giá trị của mình đó. Tức là mình là người không đi kiểm tra điện thoại người khác, chứ không phải là mình sợ người ta đau đớn mà mình làm, cũng như mình không vẫn chứ không phải là mình sợ là người đàn ông sẽ bị tổn thương mà mình làm, mà mình không làm điều đó không kiểm tra là vì mình là một người có giá trị. Cái đó mới là cái chất quan trọng, và mình hiểu được rằng cái động tác nó sẽ làm tổn thương người đàn ông, anh ta sẽ không cảm giác được rằng mình là người đàn ông nữa. Thì anh chỉ đưa ra một cái ví dụ để nói về cái sự thay đổi nó là gì để gọi là thay đổi có chất lượng. Thì ở em á, anh cẩn thận cái phần là em gọi thay đổi bản thân đó chưa chắc đã là đúng nữa đó. Ok, và anh nói chữ đúng đây nó không phải là theo cái hướng phán xét, mà đúng ở đây có nghĩa là sao biết không, nó không tạo được cái kết quả hạnh phúc, không hạnh phúc cho em. Ok, tiếp tục nè. Chồng say vào cứ nhắn tin cho bồ cũ, tức là chồng là ổng là người đàn ông, ổng say vào ổng nhắn tin cho bồ cũ, tức là một cô gái nói chuyện yêu đương dù người ta đã có vợ. Tức là anh ta là chồng em, anh ta nhắn tin cho một cô gái mà cô gái này thì đã lấy vợ, thì em phải làm sao? Anh không hiểu gì hết. Người đồng tính hả? Ngày trước vừa quen em mà lúc sau quen nhỏ này qua đường rồi quay về cưới em. Em ơi, anh nghĩ là em biết là chồng chứ không phải là vợ đó, tức là người phụ nữ này đã có gia đình đó. Em ơi, nó như thế này nha. Em gọi là anh ta qua đường với nhỏ này rồi anh ta quay về cưới em, thì có nghĩa là ngày xưa em có giá trị hơn nhỏ qua đường, nhưng mà ngày nay cảm giác với em tụt rồi, và nhỏ qua đường đó bây giờ là nhỏ anh ta không muốn là qua đường, anh ta muốn quay lại đường để lôi lại. Có nghĩa là sao biết không, là có nghĩa là cái hôn nhân của em đang xấu đó, có nghĩa là cái tình cảm của anh ta dành cho vợ anh ta, tức là em bây giờ đang tụt đó. Cái đó mới là quan trọng đó. Chứ đừng đặt câu hỏi theo hướng là ngày xưa con nhỏ này qua đường rồi bây giờ quay về cưới em, và em coi cái điểm trong quá khứ đó là cái đang tốt đẹp ở hiện tại. Em phải cẩn thận đó, nếu như em thấy là ngày xưa qua đường nhỏ kia mà cưới em có nghĩa là ngày xưa anh ta trân trọng những cái giá trị của em hơn. Anh không biết giá trị gì, anh không biết. Em có thể đoan trang hơn, em có thể mới cô kia, có thể anh ta đã tuột, hay là anh ta quan hệ tình dục chán quá, hay là anh ta trong cái thời gian đó anh ta cảm giác rằng cái nghi ngờ cô kia là gì đó không biết, mà anh ta cưới em là tại vì em lúc đó là một cô gái đoan trang hơn, hay là cô ta em có cái giá trị như một người phụ nữ theo cái dạng là em sạch hơn, và anh ta lấy cái đó là lý do để cưới em. Nhưng mà ngày hôm nay cái cảm giác yêu với em không có, thì nhiều khi cái cảm giác hồi xưa với nhỏ kia nó tốt hơn mà anh ta quay lại. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh ta yêu nhỏ kia. Nếu như cô gái kia nha, nhưng mà nó nói lên cái chắc chắn là cái hôn nhân của em là không tốt, cho nên anh ta có thể bắt đầu tương tư nhỏ kia, nhưng mà em lại nói là anh ta say vào, anh ta cứ nhắn tin. Nhưng mà cho dù là say nhưng mà nó cũng có cái dấu hiệu rõ là anh ta cái tình cảm với em đã tụt á. Nhưng mà đừng nghĩ là cái cô kia là quan trọng, có thể anh ta sẽ không vớt cô kia, anh ta vớt nhỏ khác nữa nữa không chừng. Ok, thì đó cái câu trả lời cho em á, là nó quan trọng ở cái chỗ á, là cái hôn nhân của em phải cần coi lại,
điều chỉnh lại cái cảm xúc với nhau đi, làm tăng cái cảm xúc vợ chồng lên. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.